thị trấn Di Linh, Lâm Đồng. Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của mình trên quốc lộ 28, bắt đầu từ quốc lộ 20, thị trấn Di Linh, Lâm Đồng. Rồi, mình chuẩn bị quẹo, quẹo trái để vào lại quốc lộ 28. Quốc lộ 28 tiếp tục. Bảy mươi bảy cây nữa. Km 96 quốc lộ 28, Đắk Nông 76 cây. Quốc lộ 28 km 103 hướng về Đắk Nông. Vị trí của mình là thôn 1 Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng. Đoạn này 6. Km 105. Bên trái có hàng thông đẹp quá, có rừng thông. Rừng thông bên trái quá đẹp luôn. Đắk Nông 53 km nữa. Mình đang ở vị trí cách Đắk Nông 53 km trên quốc lộ 28. Phía trước mình có một quả đồi, trên quả đồi có những cây cổ thụ rất đẹp. Mà sao còn sót lại một chòm ở phía trên đó không biết. Hay là cái đồi của miệng núi lửa ta. Khu vực này có núi lửa nè. Đắk Nông 52 km. Km 123.
đúng rồi, khu vực này hình như khu vực núi lửa. Nắng lên ấm áp quá, sáng giờ lạnh. Km 123 hướng Đắk Nông, quốc lộ 28, trước mặt mình là anh Hiếu vật vờ Winner X 3 thùng. Phía dưới bên tay phải mình có cái view rất đẹp, một vực thẳm sâu. Ô dạ, cái dòng sông đẹp quá. Dòng sông chảy bên dưới. Cầu Đa Dung, km 127. Nước trong xanh rất đẹp. Cầu Đa Dung. Tiếp tục.
Da Re Ro. Khó đọc quá. Review cầu đấy. Nước trong xanh. Nước xanh ngắt luôn. Đi bóp còi in ỏi, nước xanh ngắt. Đây không biết qua Đắk Nông chưa hay còn bên Lâm Đồng không biết. Rồi tiếp tục. Đoạn này cũng rất đẹp nha mọi người. Đoạn này không khác gì bên Lâm Đồng. Sao nghe rột rẹt rồi đó. Đắk Nông 44 cây. Mình không ngờ cái đoạn quốc lộ 28 này qua Đắk Nông cũng đẹp ghê á. Quốc lộ 28 đoạn Đắk Nông này, đoạn đi Đắk Nông đẹp ghê á. Đây có lẽ là ranh giới giữa Lâm Đồng với Đắk Nông. Đắk Nông 43 cây nữa. Đây giống đều quá mà không thấy cái bảng nào hết. Để cho xe nó đi để mình từ từ đi. Đi sát nó quay không được. Vượt mặt thì mình không dám vượt. Một đi sát nó thì cũng che hết phong cảnh. Nhìn chung đoạn này thì đường quanh co liên tục, đường thì không bằng thẳng lắm. Cây cối thì thấp thấp thôi, thưa, không rậm rạp.
nhưng cũng rất tuyệt vời. Đường quanh co liên tục nên mình không dám vượt, mà đi sau thì không quay được. Mà sao xe nên chạy chậm vậy không biết, hay là mới tập lái. Rồi, vượt được rồi. Có tầm nhìn là mình vượt thôi. Hay đoạn này đoạn đèo mà đèo gì đây mà mình không biết ta, không có bảng, không có gì hết. Đó, qua là bắt đầu mưa rồi đó, rắc rắc hột rồi. Dễ bên sườn bên kia là mưa đó. Sáng nay ở nhà mình mưa. Đắk Nông 41 cây, km 134. Con đường này, chỗ này á, quanh co liên tục giống như đoạn đường đèo. Đường hơi xấu. Đây chỗ này nó mới vá lại đây. Mà vá thì cũng không ra gì. Nhìn là biết. Sườn bên kia mưa rồi. Mới chuẩn bị qua một cái dòng sông nữa, đẹp lắm á. Đắk Nông 40 km, quốc lộ 28, km 135. Đoạn này đẹp quá. Bên Đắk Nông mình đang mưa, Phước An cũng đang mưa. Đấy, bọn em nói. Giờ mình đang chui vào vùng mưa đó. Ôi, giống hết Tà Đùng luôn nè. Có mưa mình cũng ghét Tà Đùng nghe. Wow. Các bạn ơi, đẹp không?
không? Cái gì? Giống như Vịnh Tà Đùng đấy, giống như là ô các ngành sông nhỉ. Có khác như là Vịnh Hạ Long đâu. Đẹp quá là đẹp luôn. Sắp về đến mắt. Nhưng mà đường này vắng như hôm rồi. Nhưng mà lại nhiều cánh đẹp. Vị trí mình đang đứng không biết là của Lâm Đồng hay của Đắk Nông. Vì đây gần như là ranh giới, gần ranh giới. Mà có khả năng là còn Lâm Đồng. Nhưng còn cách Đắk Nông mình thấy cục cây số. Đắk Nông 40. Đây là ý là chỉ tới Gia Nghĩa đó. Rồi nghỉ ngơi một tí, quay cảnh đẹp chỗ này rồi mình tiếp tục đi đường. Bây giờ mình đang chui vào vùng mưa đây. Đắk Nông đang mưa. Mưa ngày luôn. Nhưng phải đi thôi. Không còn lựa chọn nào khác. Đây cũng là đèo đây, nhưng mà chắc chưa có lên. Công nhân đang dọn đường. Đắk Nông 39. View hồ bên này đẹp quá. Còn tre trúc không? Quá tuyệt vời luôn.
Rồi tới địa phận Đắk Nông rồi. Km 137 địa phận Đắk Nông. Cầu Đắk Nông, quốc lộ 28. Mình không ngờ quốc lộ 28 lại đẹp như vậy. Cầu Đắk To mai mù cái tầm năm năm nữa. Ta Đùng nhìn từ quốc lộ 28 phía dưới có con đường chạy đó, con đường phía dưới. Con đường mình mới đi qua lúc nãy đó. Đây, một anh lớn tuổi, mình bắt gặp trên đường, cũng đi vượt một mình, giống y mình vậy. Ra ngoài thì cũng gặp nhiều trường hợp như thế này.
Đam mê là đi thôi, không phân biệt tuổi tác. Đây, chiếc xe máy của anh. À, cách đây hơn 30 năm. Anh đã từng tới đây rồi. Anh đã lúc anh đi bộ đội, là anh đi truy quét cái vùng này rất là nhiều. Vùng là núi Tà Đùng, rất là cái cứ điểm của Phun Rô đó. Anh ở trên đây hết này. Nhưng mà không có cái hồ này là mới. Hồ này là họ ngăn thủy điện, ngăn để làm thủy điện cho nên mới ứ lại, nước lại. Hồ này cũng coi như là hồ nhân tạo đó. Đây là miếu thờ Thần Đá, theo tín ngưỡng của dân tộc Mạ, dân tộc rất ít người ở Tây Nguyên. Ừ, mà mình thấy cũng lạ, người đồng bào dân tộc họ đâu có dùng nhang, mà sau đây mình thấy có thắp nhang này. Hồ Tà Đùng, vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Hồ này được xem là hồ nhân tạo, do ngăn dòng làm thủy điện mà hình thành. Đứng ở vị trí này, mình thấy cũng đầy đủ các nhóm đảo, giống như những gì mà mình xem trên YouTube của các YouTuber khác. Mình thấy đây cũng đã đầy đủ rồi. Mình không nhất thiết phải vào những khu du lịch để ngắm hồ Tà Đùng nữa. Bây giờ mình lại tiếp tục một cuộc hành trình. Quốc lộ 28 sẽ kéo dài đến Gia Nghĩa và được mở rộng đến thị trấn Etherling của huyện Cư Giút, Đắk Nông. Chỉ còn khoảng trên 20 cây nữa là đến Gia Nghĩa, nhưng mình sẽ không hành trình đến Gia Nghĩa. Sắp tới đây mình quẹo phải để khám phá cung đường mới. Cung đường này hẻo lánh hơn và cuối cùng cũng chạy ra quốc lộ 28 phần mở rộng. Mời mọi người tiếp tục theo dõi con đường tắt qua quốc lộ 28 phần mở rộng ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.